Đấy là chị đèn. Bây giờ mình cũng cho các bạn xem. Trong bụi một đây nhá. Này cây gốc đây. Ôi, đúng là bạn gì? Đây. Đây các bạn xem đây. Nó thật là người thật việc thật đấy nhá. Bố đinh lăng đây. Đây cây đinh lăng đây. Mình thấy nó sạch sẽ giá đầu là như cưa ra này. Nó cưa ra tại vì cái này quê nên là không cần phí viện. Chỉ cần lấy về đến 5 triệu thôi nhưng không cần phí viện nên là bây giờ mình sẽ cưa rồi đó, từng cố một. Đấy, nhưng mà mình để này để quay cho các bạn xem rõ ràng là thật đây. Người thật việc thật đây. Cái đinh lăng thật sự đây. Bây giờ bắt đầu cái này cưa rồi ra. Để cứ đông thùng cho nó gọn này. Đấy, các bạn xem đây. Cây này cứ này. Đây, cứ này như cái tay đây. Đúng một chít không hết đây. Nó lành rành đây. Bây giờ mình sẽ cưa đến đây. Ví dụ như cái cây này đây. Cố đây này, cố chính này, cố cái này. Nhỏ này này, hơn của sân tàu luôn. Đây, rồi sẽ cưa đến đây. Thế nào nếu mà các bạn thích đẹp thì mình cứ để như này, chúng về các bạn. Được. Nhưng mà bây giờ mình mới về quê cho người nhà, mình cắt mời ra. Ai cứ thử nói. Đây. Đây, đây các bạn. Đây, cứ đẹp chưa này. Đấy, gì bỏ cái hũ này, xíu cái hũ này, cái 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 này, đây video của mình bây giờ các bạn đã xem sáng thì mình đào rồi, nó quay từng video rồi các bạn xem rồi bây giờ mình xem kết quả ngày nay này, đào hết cả một ngày nay được một ngày nay rồi. Bây giờ các ví dụ như là mang về đến quê này, hay các bạn mua cũng vậy, là rửa sạch này rồi là các bạn mang về, các bạn cần thiết thì các bạn rửa lại một lần nữa, nhưng mà các bạn xịt nước thôi nhé, xịt nước cho các bạn hơi xoa nhẹ thôi, chứ các bạn đừng có cạy, đừng có cào cào nó xảy ra là nó mất chất. Xong là các bạn mua tùy theo, nhiều đinh lăng các bạn mua nhiều rượu, ít đinh lăng các bạn mua ít rượu. Các bạn mua rượu là trước hết là các bạn mua vài lít rượu để các bạn rửa sơ đi một lượt, rửa sơ đi cái này một lượt, xong các bạn bóp cái da xong để cho nó khô, xong bây giờ các bạn như lại cho vào hũ, xong là các bạn đổ rượu ngập lên để từ 3-4 tháng trở lên mới uống nhá. Đấy, các bạn uống vào là ai mà yếu là sẽ khỏe, đi làm việc rất là năng suất. Bây giờ rất nhiều người uống. Mình ở đây là nhà ai cũng có một cũ. Rượu có mấy chục lít phải rượu đinh lăng.